sử nói rằng á, bao giờ á, đi khất thực, ăn cơm xong thì bắt đầu Ngài mới ngồi để thuyết pháp cho hàng tín đồ Phật tử. Buổi sáng thì Ngài thuyết pháp cho chúng đệ tử xuất gia của Ngài ở tại các tinh xá. Đến 11 giờ trưa Ngài cùng với chúng đệ tử bưng bát đi khất thực. Khất thực xong liền ngồi dưới các tán cây, hoặc là về lại tinh xá, hoặc là gia chủ nào đó mà nhà rộng có đầy đủ chỗ cho Đức Phật và Chư Tăng ở lại đó để thọ thực, thì Ngài liền ở lại đó thọ thực. Thọ thực xong nghỉ ngơi một chút, đầu giờ chiều Ngài mới bắt đầu thuyết pháp. Không có, xã hội họ sẽ lại nói là gì? Đức Phật và Chư Tăng vì miếng cơm manh áo cho nên mới đi thuyết pháp. Nhưng đây Ngài nhận sự cúng dường xong xuôi đâu vào đó rồi Ngài mới thuyết pháp. Duy nhất việc đi thuyết pháp độ sinh của Ngài đó là mỗi ngày một bữa cơm, mà nhận sự cúng dường xong thì đó Ngài mới thuyết pháp, chứ không phải thuyết pháp xong thì mới nhận cơm. Đức Phật là một nhà giáo đại giáo dục như vậy. Bây giờ bạn này hỏi là vì sao chúng ta phải đến nơi cửa Phật? Câu hỏi qua đó các bạn thấy là gì? Rất đơn giản. Nếu chúng ta tôn trọng Đức Phật, tìm hiểu về lịch sử giáo lý của Đức Phật, thì vì sao chúng ta phải đến? Chúng ta đến là để gì? Để học Phật. Chúng ta thấy ở trong nhà Phật phân ra hai cái trường phái, đó là Phật học và học Phật. Thế nào là Phật học? Phật học đó chính là các vị học giả, các nhà nghiên cứu. Họ lấy cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của thế gian của họ, cái trí tuệ của họ để nghiên cứu giáo lý của Đức Phật và phân chia, giải thích giáo lý của Đức Phật theo cái kiến thức, theo cái sự hiểu biết của họ. Thậm chí có những vị giáo sư, những vị tiến sĩ viết rất nhiều tác phẩm về giải thích kinh luật luận của Đức Phật dựa trên cái kiến thức thế gian sẵn có của họ, viết và giải thích rất nhiều. Nhưng các vị đại sư mà tu hành chân chính như là Ngài Ấn Quang Đại Sư, Ngài Tịnh Không Pháp Sư, hay là như Ngài Hòa Thượng Thích Chí Tịnh mà đệ nhất sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam, chúng ta đều nói rằng á, những người mà đi theo cái mảng Phật học nghiên cứu như vậy giống như là kẻ gãi ngứa ngoài giày vậy. Các con cứ thử tưởng tượng xem, chúng ta bị ngứa ở trong chân mà chúng ta gãi ở ngoài giày, chúng ta có hết ngứa không? Không hết. Đặc biệt là Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta, Ngài vừa mới vãng sinh hồi tháng 2 đầu năm đó. Ngài nói là gì? Người mà những bậc học giả về Phật học đó, họ giống như là người gì? Người trông kho của báu cho kẻ khác vậy. Tuy là của cải đầy ở đấy đó, nhưng mà không phải của mình, cho nên gì? Nghèo vẫn hoàn nghèo, thiếu vẫn hoàn thiếu. Mà Hòa Thượng nói là chỉ có những người học Phật thật sự. Học Phật là gì? Học Phật tức là nghe lời Phật dạy. Đức Phật bảo chúng ta là gì? Nhìn cho thấu, buông cho được. Thế nào là nhìn thấu? Nhìn thấu cuộc đời là gì? Là khổ không, vô thường, vô ngã. Nhìn thấu là gì? Tham sân si chính là nhân của đọa lạc trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, vân vân. Đó chính là nhìn cho thấu. Nhìn cho thấu rồi thì phải dần dần, từ từ tìm cách để buông bỏ. Quan trọng nhất, nhìn thấu rồi nhưng phải buông bỏ. Nếu không buông bỏ được thì mọi sự khổ đau vẫn đâu ở đấy cả. Cho nên người học Phật chính là người thực hành lời dạy của Đức Phật, đem áp dụng những lời dạy của Ngài vào ngay trong cuộc sống hiện tại này, chứ không phải là cuộc sống sau hay là cuộc sống sau nữa, mà ngay cuộc sống hiện tại này. Đó. Các con nhớ là người học Phật
phải là người áp dụng lời dạy của Đức Phật vào ngay trong cuộc sống hiện tại này, chứ không đợi đến một ngày khác hay mà một kiếp khác về sau. Trong khi đời này chúng ta không chịu làm, mà cứ mơ mộng viễn tưởng một cái thế giới, một cái đích xa xăm nào đó, khi mà ngay trong cuộc sống hiện tại này chúng ta không chịu thực hành lời dạy của Đức Phật vào trong cuộc sống. Đó, cho nên từ đó các con mới thấy rằng vì sao chúng ta phải đến chùa. Người đến chùa thật sự chính là thân thừa giáo pháp của Đức Phật, gần gũi chư Tăng, là những người nắm được những cương lĩnh, những áo nghĩa vững chắc của lời dạy của Đức Phật, làm những kinh nghiệm sống để truyền lại cho chúng ta. Và chúng ta không phải vất vả để tìm cầu và lục tung ở trong Tam Tạng Thánh Điển, dày cộp ở trong nhà Phật. Cho nên đến chùa để làm gì? Đến chùa chính là để gần gũi chư Tăng, thân thừa giáo pháp của Đức Phật, lễ kính chư Phật. Và làm được điều đó, dần dần công đức và trí tuệ của chúng ta sẽ sinh ra, tâm thành kính của chúng ta với Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô